Sáng ngày 9 tháng 9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên xác nhận nước này đã tổ chức một cuộc duyệt binh rạng sáng cùng ngày. Buổi lễ có sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức cấp cao khác của nhà nước Triều Tiên. Khác với buổi lễ năm ngoái và gần đây nhất là cuộc duyệt binh chào mừng Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 1 năm 2021, tham gia duyệt binh lần này là lực lượng bán quân sự và an ninh. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mặc Âu phục sáng màu, ông nhận hoa từ các em học sinh và không phát biểu mở màn như các sự kiện trước đây. Ngoại trừ một số vũ khí thông thường như pháo chống tăng và pháo phản lực 122mm, không có tên lửa đạn đạo hay vũ khí hồng hố nào xuất hiện trong buổi lễ. Hãng tin Reuters nhận định các hình ảnh trên không phải là điểm đáng chú ý nhất trong cuộc duyệt binh. Sự quan tâm của truyền thông phương Tây và Hàn Quốc dồn vào khối diễu hành mặc đồ bảo hộ màu cam và đeo mặt nạ có van thở. Theo truyền thông Triều Tiên, đây là khối các lực lượng chống dịch khẩn cấp và Bộ Y tế Triều Tiên đang bảo vệ vững chắc an ninh đất nước và nhân dân Triều Tiên khỏi đại dịch toàn cầu. Triều Tiên chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp mắc COVID-19 nào trong bối cảnh phần lớn các quốc gia trên thế giới đều ít nhiều bị đại dịch này tác động. Chính quyền Bình Nhưỡng duy trì các biện pháp chống dịch quyết liệt, bao gồm hạn chế qua lại với Trung Quốc, nước chiếm phần lớn giao thương với Triều Tiên. Theo giới quan sát, các biện pháp chống dịch cứng rắn của Triều Tiên có thể đang hiệu quả nhưng khiến tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Theo KCNA, nhân kỷ niệm quốc khánh lần thứ 73 của Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng. Lãnh đạo hai nước láng giềng Triều Tiên tuyên bố sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ với Bình Nhưỡng, nhấn mạnh ý nghĩa của các hợp tác trước đây và hiện tại.